Và sau cùng, kính mời quý khán thính giả theo dõi phần phóng sự về Tết Trung Thu 2015 do Cộng đồng Người Việt Quốc gia Charlotte, North Carolina và Liên Tôn tổ chức do Trần Việt thực hiện. Trần Việt xin kính chào quý vị khán giả của Đài SBTN. Nếu nói đến Tết Trung Thu là mọi người đều biết đây là Tết dành cho các em thiếu nhi. Hôm nay Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2015, Cộng đồng Người Việt Quốc gia Charlotte phối hợp với Chùa Liên Hoa cùng với các hội đoàn, đoàn thể tổ chức mừng Tết Trung Thu dành cho các em thiếu nhi tại Mission Church, Charlotte, bang North Carolina. Theo ban tổ chức cho biết là buổi lễ bắt đầu từ lúc 5 giờ chiều cho đến 9 giờ tối. Sau đây xin mời quý vị cùng chung vui Tết Trung Thu qua những hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được. Hôm nay rất là đặc biệt vì đây là ngày đầu tiên Cộng đồng Người Việt Quốc gia phối hợp với Liên Tôn, trong đó có Hội Thánh Tin Lành, Gia đình Phật tử, Chùa Liên Hoa và Cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Charlotte cùng tổ chức ngày Tết Trung Thu cho các em. Hôm nay là có rất là nhiều trò chơi, nào là vẽ mặt, rồi nào là chơi basketball, rồi nào là chơi bắn tên giả, rồi nếu khi mà các em trúng giải đó thì các em được cái lồng đèn, rồi ngoài kia thì cũng có các thức ăn cho các em, bánh trái, rồi cho các em, mỗi em đi về có một cái túi đồ ăn đem về. Nó rất là vui bởi vì đó là cái tuổi thơ ấu, các em cần phải vui hưởng những cái ngày thơ ấu của mình, đặc biệt là ngày hôm nay là trúng cái ngày trăng rằm. Cho nên đó là cảm ơn anh Việt Trần cũng như là khán thính giả đã cho chúng tôi cái cơ hội để mà nói lên cái tiếng nói tình yêu của cộng đồng đối với lại tất cả các em thiếu nhi. Và chúng tôi cũng có dịp tiếp xúc với phụ huynh và thiếu nhi cho biết cảm nghĩ như sau. Hôm nay thì được dịp dẫn hai cháu đến chơi Tết Trung Thu do cộng đồng tổ chức với lại chùa thì thấy rất là vui. Hai cháu có dịp được biết về cái Trung Thu của Việt Nam nó như thế nào. Và thấy là trong đó có game, các cháu chơi và mình rất là thích vô cùng. Thì hôm nay thì cũng làm cho mình nhớ lại cái hồi mà Trung Thu ở bên Việt Nam mà trước năm 1975 á. Thì mình có được đi tới cái Trung Thu ở Nha Trang hay là ở Sài Gòn. Thì mình được chơi những cái hội chợ Tết như là Lô Tô chẳng hạn. Rồi có những cái gian hàng mà mình thấy mình rất là thích. Là rất mơ bây giờ ở đây thì cộng đồng tổ chức lại cái hội chợ này để giúp cho các em có cái dịp mà là cái học lại cái truyền thống văn hóa của người Việt của mình, cái cách thức mà Trung Thu nó như thế nào. Thì đó là một cái điểm mà mình muốn duy trì tiếp nối để các em cũng cảm thấy là có cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại để các em có thể vui và người lớn của mình cũng có thể vui với các em nữa. Thì đó là cái điều mà cộng đồng mình đã thấy rất thích. Chào con, con tên gì, con được mấy tuổi? Dạ con tên Ý. Con 8 tuổi. Hôm nay con đến đây tham dự Tết Trung Thu, con thích cái trò chơi gì? Nhà vui con thích, nhà con thích the I like the candy fishing. Sau phần chơi trò chơi là phần đố vui trúng thưởng do anh Hiệp trong gia đình Phật tử làm giám khảo. Sau phần đố vui vui nhậu, các em được phát cho mỗi cái lồng đèn cùng xem một màn múa lân và các em cùng đoàn lân đi dạo sân nhà thờ. Trần Việt tường trình từ Charlotte, North Carolina xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình khác. Tưng bừng khai trương Teletron Washington DC đại khai trương 10 giờ sáng thứ sáu ngày 2 tháng 10 trong khu Eden Center với chí nhà có múa lân đốt pháo. Từ ngày 2 đến 5 tháng 10 tặng quà cho 100 khách đầu tiên mỗi ngày mà không cần phải mua hàng. On sale từ 10 đến 80% off hàng gia dụng, TV, karaoke, lobo, sauna, máy rung tăng mỡ giảm cân. Niệm thấy bộ bí lịch Magniflex Lamborghini Italy Furniture 35% off. Inada Miracle Chair làm tại Nhật tốt nhất thế giới, bớt 3.500 đồng, trả góp dài hạn không tiền lời.
Đặc biệt chủ nhật ngày 4 tháng 10 từ 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều, nhạc hội mừng khai trương hoàn toàn miễn phí với hơn 20 ca nghệ sĩ nổi tiếng: Tuấn Vũ, Phương Hồng Quế, Thái Châu, Thiên Kim, Đặng Thế Luân, Hà Thanh Xuân, Đoàn Phi, Ngọc Huyền, Nguyễn Đức Đạt, Thành Lễ, Ngọc Minh, Bảo Khánh, Trang Thanh Lan, Tuấn Châu, Mai Lệ Huyền, Đôi Danh Hài Bảo Liêm Bảo Vi, MC Nam Lộc, Trần Quốc Bảo, Ngụy Vũ và tài tử Kiều Trinh. Telethon Washington DC trong khu Aiden Center, Virginia. Mọi chi tiết xin gọi 703-237-8999. Đại khai trương thứ 6 ngày 2 tháng 10. Trân trọng kính mời. Trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự buổi tiếp tân, triển lãm và trình chiếu những câu chuyện của nhóm người tị nạn lớn nhất Hoa Kỳ, Việt Nam, America do Hội Bảo tồn Lịch sử và Văn hóa tổ chức vào lúc 6:30 chiều ngày thứ Bảy 17 tháng 10 2015 tại Newseum 6555 Pennsylvania Avenue Northwest, Washington DC 20001. Mọi chi tiết xin liên lạc Trinh Nguyễn Phan 571-228-0689 hay Linh Trương 757-069-7228. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hình của bản tin qua tin đống sẽ được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị giờ phút còn lại của ngày hôm nay thật an lành và hạnh phúc. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.